Xin chào toàn thể các bác. Rất là vui để gặp lại các bác trong cái live stream trên kênh YouTube An Thịnh ngày hôm nay. Và trong cái video này thì đồng hành cùng với kênh YouTube An Thịnh là thầy kỹ sư Ngô Đắc Thắng, một chuyên gia về số đầu ngành số 1 về ngành nuôi ong nội của Việt Nam với rất nhiều tài liệu nghiên cứu. Dạ vâng, con xin chào thầy ạ. Vâng, xin chào anh Hưng. Trước khi có những câu hỏi đầu tiên ạ, thì kênh YouTube An Thịnh xin chia sẻ các bác một thông tin đến thầy và đến tất cả các bác là đồng nghiệp nuôi ong. Đó là kênh YouTube An Thịnh mới có một xây dựng một kênh chuyên bán về xe đạp thể dục thể thao dành cho các bác. Các bác bấm vào đường link phía bên dưới nhá, bấm vào phía đường link ở phần ghi mô tả để ủng hộ kênh YouTube An Thịnh mới khai trương một cái shop xe đạp thể thao ạ. À vâng, con thưa thầy, con mới chuyển sang kinh doanh với thêm về mảng xe đạp thể thao. Vâng. Con mới khai trương ngày hôm nay ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn và chúc mừng. Và xin quay trở lại với chương trình của thầy ngày hôm nay, thì con xin nhường lại buổi live stream với những cái câu hỏi của các quý vị khán giả cũng như anh em đồng nghiệp nuôi ong sẽ đặt câu hỏi thì thầy sẽ trả lời ạ. Vâng ạ. Vâng, thế kính thưa các ông, các bà, cô dì, chú bác, kính thưa anh chị em nuôi ong trên mọi miền, hôm nay thầy trò tôi lại tiếp tục trao đổi với bà con một số nét về con ong. Thời vụ này là thời vụ nhân giống lớn nhất trong năm, thế thì chúng ta cũng trao đổi với nhau xem có những điều gì chúng ta cần phải trao đổi với nhau. Thế chúc bà con phát triển tốt vụ ong thu đông này. Xin chào bà con. Vâng, xin chào anh em Nguyễn Kiên. Vâng. Vâng, các bác hãy đặt những câu hỏi ạ. Hỏi về kỹ thuật nuôi ong, cái vấn đề nào các bác đang quan tâm, và các bác hãy đặt câu hỏi để thầy sẽ trả lời ạ. Vâng, chào anh Nguyễn Việt. Vâng, chào anh đồ dùng làm vườn. Vâng, xin chào ông Tây Bắc. Vâng ạ, thưa thầy, là hiện thì đang có 20 bác đang xem. Tuy nhiên là mạng nó chạy hơi chậm cho nên là câu hỏi sẽ đến hơi chậm một chút. Vâng, được, không sao. Vâng. Vâng, con thưa thầy là đã bắt đầu có những câu hỏi đầu tiên của bác Hoàng Lam ạ. À. Mong thầy giải đáp thắc mắc của bác Hoàng Lam ạ. À. Vâng. Thầy ơi, có câu hỏi nữa đấy ạ. Vâng, thầy cho con hỏi, ong chia đàn thu quân vào hòm ong vẫn bay để chúa lại, xin thầy cho con cách chấp phục như thế này này. Đàn ong nó bốc bay, vừa mới thu vào, thu quân vào, cho vào hòm rồi ong vẫn bốc bay đi. Thế nó có hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất là ngay bấy giờ, hay là sau hôm sau, hay là sau một vài tiếng, thì nó có hai ba hiện tượng như thế. Một là thế, nó mới bốc bay xong bắt vào, nó chưa ổn định, cái tính bay nó vẫn còn lớn thì nó lại bay tiếp. Đây là một. Cái thứ hai, nếu ong nó bay rồi, ta thu quân vào rồi, chiều tối ta ổn định, mai ong lại bay, thì nó có lý do là thế này. Một là cái nơi đó không phù hợp về mặt thời tiết,
hoặc là mùi hôi thối, hoặc là bị chấn động. Và hai nữa là đàn ông nó mình chưa viện, chưa đáp ứng đủ cái yêu cầu nó, cái nguyên nhân bốc bay, thí dụ như thiếu con, thí dụ như thiếu phấn, thì nó vẫn bốc bay. Cái thứ ba nữa là cái nguyên nhân của cái đàn ấy nó còn nhiều yếu tố nữa, là tính dã sinh còn rất cao. Ông bốc bay theo thời vụ, vì vụ rét bay từ ở miền núi về đồng bằng, mùa nóng bay từ đồng bằng về miền núi. Đấy là nó có rất nhiều lý do như vậy. Vâng, anh Hoàng Nam ạ. Vâng, anh Vũ Lực. Là tất cả các đàn ông của con chưa có ông Lực thì nhân giống được không ạ? Vâng, xin thưa như thế này ạ. Ông Lực không phải là chỉ ở cái đàn đấy, nó đi giao phối với ông chúa của cái khu vực của mình, mà do nhiều ông Lực ở các nơi khác, các đàn khác, các trại khác và những nơi khác xa, nó hội tụ thành một điểm. Ông Lực ở một nơi khác, cách xa các trại ta tùy theo ngắn nhà, tùy theo điểm hội tụ của nó, cho nên không cần thiết phải ông Lực của tại mình, của chỗ mình, mà cách đây một vài cây vẫn không ảnh hưởng gì, vẫn bay đi giao phối bình thường. Đấy, anh Vũ Lực. Vâng, anh Nguyễn Viết. Trời đang mưa, ông có xây cầu không ạ? Không ảnh hưởng gì, vì nó xây ở bên trong, nó xây bên ngoài đâu. Nó xây bên trong, nó xây bên ngoài đâu. Ngoài nó chỉ đưa lấy mật, lấy phấn về làm thức ăn. Một là mật để nó dự trữ thức ăn, phấn là làm nước ong. Cho nên mưa thì mưa, nhưng đàn ông tốt vẫn xây cầu bình thường, không ảnh hưởng gì khác. Nhưng cẩn thận không, là mưa thì kiến nó hay lên, nó hay bò lên làm ở trong nắp thùng, hoặc là nó bò vào trong thùng ong. Thế giờ nhân tiện là tôi nói thêm cho các anh một điều thế này. Đây ta là cái mùa nhân giống ong quan trọng nhất trong năm, để mùa xuân hè ta khai thác mật. Thì nhưng ta chú ý về giữa mùa nhân giống này nó có hai thời điểm mưa, thì ta chú ý để ta làm chúa. Là các cụ dân gian mọi năm nói là tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 là âm lịch, bao giờ cũng có mưa, và thường mưa một vài ngày là mưa rơi. Ai ở miền biển hoặc là sông nước lợ thì ta biết cái đó, còn miền núi chúng ta không có. Nhưng mà cái đấy là mưa lệ, là tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, là mùng 20 đôi mươi tháng 9 và mùng 5 tháng 10, bao giờ cũng có thay đổi thời tiết, bao giờ cũng có mưa lớn hoặc mưa nhỏ, thì sẽ ảnh hưởng đến đợt chúa chúng ta chia hoặc đợt chúa chúng ta giao phối, thì tránh những ngày này đi. Cái săn bắt ong rừng, ong với chia đàn có phải chăn siro được không? Thế này, ong mới chia đàn, nếu nơi đó ở cái nguồn mật, nguồn phấn có rồi thì ta không cần thiết. Nhưng mà ở cái chúa già, chúa đã giao phối rồi không cần thiết, nếu nó còn có thức ăn. Nhưng chúa tư, ta để một cầu hoặc hai cầu chúa tư thì nên cho ăn kích thích một chút ít, mỗi tối một lạng cho ăn loãng để kích thích cho ông chúa bay đi giao phối. Còn bình thường thì không đàn ông nó đã giao phối về rồi không cần thiết phải cho ăn, mà ta chỉ viện những cái cầu có thức ăn ở đàn khác sang, đàn no sang đàn đói, viện đổi cầu, ta đổi cầu. Thế chứ có mỗi ngày nào cho ăn thế thì rất là mất thì giờ và lại tốn kém, mà lại cái giá ông hay ăn cướp mật. Thì ta cho ăn định kỳ sau đợt, đỡ phiền hà cho người nuôi ong. Vâng, anh săn bắt ong rừng đồng ý chưa ạ?
Vâng, anh Bùi Trúc, thầy cho con hỏi nguyên nhân ông Chúa Tư giao phối về tổ lại bị ông thợ vây. À vâng vâng, có đấy, nhiều. Thế này này, con ông Chúa Tư, cái chất Chúa nó còn rất ít, nó chưa có nhiều, cái pheromone đấy, thì nó lại bay đi giao phối rồi, nó tiết hết rồi. À, tiết thì không phải là hết, nhưng mà nó cái lượng nó rất giảm rồi. Đấy, thì nó mới Chúa Tư, cho nên thì cái khả năng cái chất Chúa khống chế cái đàn đó còn rất là hạn chế, vì nó mới nở trong một vài ngày, cái lượng sữa Chúa pheromone nó rất ít, nó đi bay ra giao phối tiếp xúc với ngoại cảnh như thế này, nó bị tiếp cận với ngoại cảnh, về cái chất Chúa đó không còn nữa hoặc còn rất ít, nên ông thở vây, ông thở cắn, thế là chuyện bình thường, nhưng mà có xảy ra nhưng không phải là nhiều, nhưng mà chuyện đó là có xảy ra. Thế mình vây, mình giải vây cho Chúa, khi mà Chúa Tư về mình giải vây thì mình nắm cả cái nắm ong mình vây đó thả vào bát nước, con đàn ông thở nó vây con ông Chúa thì mình bốc cả nó thả vào bát ô tô nước rồi nó bay đi, con Chúa ở, Chúa Tư ở lại. Ngô Thị Ninh, tôi có đàn ông hai cầu đã làm một dàn Chúa được 5 ngày đã viết đắp, nhưng ít quá thì có thể làm thêm được không? Hai cầu làm dàn Chúa rồi, thêm có hai cầu làm dàn Chúa rồi thì nó nuôi quá rồi còn gì nữa, thì không nên làm nữa, mà làm nữa không ra gì. Thế có bao nhiêu đàn mà làm Chúa ở cái đàn ông hai cầu, mà làm những một dàn Chúa rồi, một dàn Chúa thôi, cứ hai đàn hai cầu là đến 10 mũ Chúa đã là quá lắm rồi, đừng làm thêm nữa. Mà có nhiều ông hay ít ông mà lại cái đàn hai cầu đã làm Chúa. Anh Tuấn Đỗ, vâng thưa, xin thưa thầy giáo Tuấn Đỗ. Vâng, ông thưa thầy, thầy cũng hay lên mạng xem kênh YouTube, thì thầy có biết đến kỹ thuật kênh kỹ thuật nuôi ong của thầy Tuấn Đỗ không ạ? Có, thỉnh thoảng có xem. Vâng, thầy Tuấn Đỗ có gửi lời chào thầy và chào An Thịnh ạ. Xin cảm ơn thầy Tuấn, thì cũng xin chia sẻ với cả các bác và anh em như này ạ. An Thịnh live stream trên một cái phần mềm, và thầy Tuấn cũng như là tất cả anh em nào mà biết sử dụng công nghệ thì bấm vào cái đường link mà An Thịnh gửi có stream đây ạ, live stream đây ạ. Đây ạ, bấm vào cái phần mềm này ạ, bấm vào đường link thì nó sẽ xuất hiện ở trên hình của An Thịnh đây, thì An Thịnh bấm lên là anh em sẽ lên giao lưu cùng với thầy ạ. Rồi ạ. Vâng, con xin trở lại với chương trình và với câu hỏi tiếp ạ. Và các bác xem live thì hãy cho kênh cho thầy xin một lượt nút like, nút thích ạ. Vâng. Vâng. Mùa này cho ăn phấn một tháng mấy lần, vì em đang cần nhân đàn, cảm ơn thầy. Thế này, không cần, không phải cho ăn tháng, cho ăn bao nhiêu lần nhá. Cần bao nhiêu ta cho ăn bấy nhiêu, người đàn ông đói ta hạn cho ăn, nơi đó không có phấn ta hạn cho ăn. Cho ăn có khi đã có phấn dự trữ ở mấy tổ rồi thôi, chứ không cần, không phải định kỳ là một tháng cho ăn mấy lần. Lúc nào ông đói là ta cho ăn phấn. Và cần nhân đàn thì cứ cho ăn vào, ông Chúa nó đẻ khỏe. Ông Chúa đẻ nhiều hay ít phụ thuộc vào thức ăn. Thức ăn của ông đàn ông là phấn hoa, cộng với mật ong thành lương ong. Đấy. Thế và con ông Chúa đẻ khỏe hay không là do sữa ông Chúa của ông thở non từ 6 đến 12 ngày tuổi, cho nó bón mướp cho ông Chúa nó mới đẻ được. Thì muốn ông Chúa đẻ khỏe phải có ong non tiết sữa xây tầm, tiết sữa để bón cho ông Chúa. Đấy. Thế là
Chúa được ăn nhiều thì nó đẻ nhiều, được ăn ít nó đẻ ít. Nhưng mà vấn đề thế này, nó đẻ ra không cái nuôi nó cũng không đẻ. Thức phải có thức ăn trong tổ là phấn hoa, trộn với mật ong thành lương ong thì nó mới đẻ. Chứ còn nó ăn rực mỡ lên rồi nhưng mà nó không có phấn hoa, không có lương ong thì Chúa cũng không đẻ. Vâng, anh Đinh Xuân Toàn. À, thế còn anh Đinh Xuân Toàn này, từ nay đến tháng 11 anh có thể nhân vài ba đợt, nhân đôi nhân ba là chuyện bình thường, cũng không sốt ruột lắm đâu. Thế còn con mới làm Chúa mấy ngày nó vít nắp và mấy ngày nó nở. Vâng, như thế này, mới làm Chúa thì tùy theo anh làm Chúa ở cái tuổi ấu trùng mấy, tổng cộng từ trứng cho đến nở của con ông Chúa là 15 ngày rưỡi đến 16 ngày tùy theo thời vụ. Thế thì mình làm Chúa tuổi mấy? Mình làm Chúa tuổi 1 thì còn 14 ngày nữa, 14 ngày rưỡi là nó nở. Thì mình tính ra đấy, mình tính ra thế ấu trùng là 5 ngày rưỡi tuổi ấu trùng, 5 ngày rưỡi tuổi ấu trùng. Thế thì 3 ngày trứng là 8 ngày rưỡi. Thế còn từ vít nắp, anh ấy tính từ vít nắp đến nở đấy là 15 ngày rưỡi, là còn 7 ngày nữa. Thường là ông Chúa di chủng nó 10 ngày đến 10 ngày rưỡi là ông nở. Đấy là di chủng tuổi 1 mà chuẩn. Thì có những cây con là 11 ngày nhưng thường là 10 ngày rưỡi là nở đồng loạt. Vâng, anh Nguyễn Văn Lâm. Mấy hôm trời mưa mà ong chết nhiều quá, nó có thè vòi. Nay cháu đã chuyển chỗ và cho ong ăn nước đường, gừng, chanh. À, tốt rồi. Ong bị mưa thế này không phải cứ là nhiễm độc của khoa học, không cứ vì phấn nó mốc, phấn ở cây nó bị mưa nó mốc, ăn vào cũng ngộ độc. Phấn ở cây bị mưa nó bốc, ăn vào cũng ngộ độc. Nhưng mà ngộ độc thuốc trừ sâu nó mới thè vòi, xoay tròn ở cửa tổ này mà chết. Nhìn chung là ong chết vì ngộ độc là thường thè vòi, nhưng ở phấn hoa ít thè vòi hơn, nhưng mà cũng là ngộ độc. Mà ngộ độc phấn hoa do hoa độc, hoa lim, hoa chè bị tan anh nhiều cũng độc. Thế nên là cái đó cho ăn đường, nước đường loãng với gừng, cho tí chanh nó tốt, như thế là đúng kiểu. Vâng, anh Nguyễn viết. Bây giờ có những đàn ong hai cầu đông ong bằng đàn bốn cầu, giờ chỉ đòi chia đàn, không chịu xây cầu, xử lý sao? Đấy thì đơn quá rồi, giờ nó đang chật rồi, nó đang nóng bức, thì mình viện cho cầu không, lấy cái cầu điều chỉnh cái đàn ở đàn thưa ong, cho lấy cầu cho vào đấy cho nó thưa ra. Bây giờ cho thêm hai cầu không vào đấy, lấy ở cái đàn mà ít ong thưa cầu cho vào, cho nó giãn cách cái đông quân ra. Yếu tố chia đàn tự nhiên là đông ong chật chội, lực lượng lao động dư thừa, thức ăn dư thừa, ong Chúa thiếu lỗ đẻ. Đấy, nó đã có yếu tố như thế này thì không thể xây tầng trên được nữa. Thế thì chỉ có viện cầu thôi.
Vâng, anh Trịnh Hán, Trịnh Hân, Trịnh Hàn gì đây? Thế là ông bị bệnh sâu, cực đó là sâu vách tổ, không gọi là bệnh được. Nó là cái loại sâu phá vách tổ, nó là cái gì? Do cái con bướm của cái sâu phá vách tổ, do ong của anh Thưa, bướm xâm nhập vào các góc bánh tổ. Bánh tổ nó giòn, thưa ong, ong đẻ, bướm đẻ trứng ở đấy. Nó nở thành con sâu, nó đục ngoằn ngoèo ở dưới giữa hai bánh tổ, theo đường dây thép. Thì đơn giản, anh đừng bắt sâu bằng cách là bắt bằng được con sâu. Lấy cái kim dài, nhọn, nhưng mà nhỏ, soi cái bánh tổ, chọc đúng một con sâu, chọc vào đầu đó, để đấy, để nguyên đấy, con sâu nó chết. Thế là nó cứ nằm đấy, vì sáp phủ nó không thối ra được, ong nó không phá bánh tổ. Chứ nếu anh chỉ ngoáy lỗ bằng đầu đinh cho nữa, nhưng ong nó vẫn phát hiện ra cái con sâu đó, nó cắn cái bánh tổ để nó lôi con sâu ra. Thì bánh tổ của mình có lỗ thủng bằng quả trứng gà là kém rồi. Anh chị Gián hiểu chưa? Vâng, con thưa thầy là có một bạn đã lên cùng live stream muốn giao lưu cùng với thầy, đặt câu hỏi trực tiếp được không ạ? Được. Vâng. À, vâng, chào cháu. Không nghe tiếng gì. Thầy có nghe rõ không ạ? Bật mic. Thầy cho con hỏi là thế nào là đàn ong chủ công xây tầng ạ? Vâng. Cái đàn này tôi đã nói nhiều rồi, nhưng hôm nay xin nói lại. Vâng ạ. Đàn chủ công xây tầng là cái đàn đó chuyên xây tầng. Chuyên xây tầng vào cái thời vụ, đầu thời vụ mà ta rất cần, vì vào qua hè thu, qua vụ hè, đàn ong bị sa sút rất nhiều cầu. Bây giờ sang hè thu, sang thu đông này, ta muốn nhân giống ta không có cầu. Nếu ta không biết tích lũy được cái cầu đẹp, không xử lý được cầu đẹp để ta cho vào, thì bây giờ ta xây không kịp cho vụ thu đông này. Vì thu đông này thường ta nhân giống gấp đôi hoặc hai rưỡi, một thành hai, một đàn thành hai đàn rưỡi. Thế thì ta phải có cầu, ta phải có cầu. Thế thì ta xây dựng đàn chủ công. Đàn chủ công là gì? Đàn chuyên xây cầu. Đàn chủ công xây đàn là thế này, là đàn ong có nhiều ấu trùng, nhiều ong non từ tuổi 12 đến tuổi 18, thời gian tiết sữa xây tầng. Càng nhiều thì xây càng nhanh, càng nhiều xây càng nhanh. Muốn như vậy ta phải nhập ong non từ các đàn khác vào, hoặc viện cầu nhộng sang cái đàn ấy để cho nó nở. Thế ta tính từ ngày ong nở đến ngày đó bao nhiêu ngày để ta cho tầng chân vào. Mà tất cả những người nuôi ong, nói cách khác khiêm tốn là cần, nhưng những người nuôi ong phải làm như thế, nó mới tiết kiệm được, nó mới tiết kiệm tầng chân, nó mới tiết kiệm thời gian, nó có hiệu quả lớn. Chứ không mọi năm chúng ta cứ cho xây, đàn nào cũng cho xây vào, có đàn không xây, có đàn xây bỏ hai góc, có đàn xây méo mó, thì cái cầu nó rất xấu, mà tốc độ rất chậm, mà tốn rất nhiều thức ăn cho ăn, cho xây. Thế đấy là cái đàn chủ công xây tầng. Thế cho xây đến khi nào? Phải cho liên tục. Ong xây, đàn chủ công chỉ khởi công thôi, xây một hôm, một ngày, một đêm, ong xây được 50% rồi, ta rút cho đàn khác tiếp tục xây. Đàn đó lại tiếp tục cho lao cầu, thế mà phải chú ý rằng thế này,
cho xây liên tục, cho xây liên tục, đừng để cái đàn này nó tốt quá, nó mạnh quá, nó có hiện tượng chi đàn tự nhiên, tức là nó xây không được rồi thì nó xây chậm, mà khi đã có hiện tượng chi đàn rồi không xây nữa. Đấy là đàn chủ công xây tầng. Thế còn vâng, con xin cảm ơn thầy ạ. Vâng 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 vâng, thế con xin phép nhường lại cho những anh khác để đặt những câu hỏi cho thầy nhé. Vâng, cảm ơn. Vâng, con xin cảm ơn, con chào thầy ạ. Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Anh Nguyễn Văn Lâm muốn thay cầu mới nhưng cầu cũ vẫn còn nhiều nhóc thì phải xử lý như thế nào? Đúng rồi, thế này nhé anh Lâm nhé, đừng bỏ ra lãng phí. Ta bỏ ra đằng gần đằng sát bát ngăn, ông Chúa nó không để đến nơi nữa. Đấy. Và nó nở dần ra. Đấy. Thế thì hoặc là anh cho sát vào sạc và thành thục, những cầu mới anh cho vào giữa, ông Chúa bao giờ cũng chỉ đẻ theo cái vòng tròn thế này, nó đẻ phần lớn ở giữa để nó có mục đích, là nó có ôn đậm độ để bảo vệ con cho nó. Cầu ngoài cùng và cầu trong cùng thường ít đẻ. Cầu sát văn ngăn là cầu sát thành thùng là nó hay đổ bật, vì nó vừa vào cửa tổ cái nó lao lên đây. Thế cầu ngoài cùng thì do ôn đậm độ không đảm bảo, thức ăn không nhiều, nó ít ra đến đây đẻ, thì cho nó nở dần nó vào khỏi. Chứ đừng bỏ đi phí. Nhớ anh Nguyễn Văn Lâm. Còn đây, tên là gì viết tắt cái kia thì không suy đoán. Thế ông bốc bay bắt được Chúa rồi mà quân không vào, tại sao? Quân vào, nó theo Chúa chứ sao nó không vào nhá. Thế thì bắt Chúa rồi thì là mang ra cái tại cái chỗ đó để lấy cái nón ta treo vào, thế là ta rũ ông thở cái chỗ đó bầu đi, nó chui vào nón, nó chui vào hết, chưa có trường hợp là không chui vào cả. Anh Vũ Văn Tính này, cho con hỏi là có một đàn ông bốn cầu đông quân, ông xây ông đực nhưng Chúa không thấy, đẻ vào lỗ ông đực, cũng không làm mũ Chúa, và có cách nào khắc phục không? Sớm muộn đã có lỗ ông đực rồi thì ông Chúa nó khắc đẻ vào, nhưng hiện tại đang như thế này, đàn ông mà nó đang như thế thì sau nó do thức ăn giảm xuống, do chất lượng thời tiết giảm xuống, ông nó cái nhu cầu chi đàn nó lại không ấy thì nó lại chưa đẻ ông được vào. Như thường trường hợp này có, chứ không phải không có, nhưng rất ít. Thế như cho tốt một cái nó đẻ ngay, đẻ vào lỗ được vào mũ Chúa ngay, nó sẽ làm mũ Chúa ngay. Như ông được đỡ lắc đắc rồi thì ông Chúa mới làm mũ Chúa, chứ không bao giờ nó sinh song song cùng thời, không bao giờ. Vâng. Anh Duy Minh, con ở tận Bến Tre, rất mê nuôi ong nên lại nuôi ong. Vâng, có thể áp dụng kỹ thuật nuôi ong như các ở ngoài Bắc được không? Được. Tất cả sinh học, tất cả kỹ thuật đều như nhau, không có gì khác cả. Thao tác kỹ thuật như nhau, đặc điểm sinh học như nhau, nhưng chỉ có giống ong khác nhau, tức là vào nguồn hoa khác nhau. Tức là con ong ở trong miền Nam, tôi vào Bến Tre nhiều rồi, tôi dạy ở Tiền Giang mấy lớp, ở Ủy ban tỉnh Tiền Giang đấy. Thế thì ong nội trong đó nó nhỏ hơn, nhưng nguồn hoa trong ấy nó có thể khác hơn ở ngoài Bắc,
tức là nhãn ở trong nó nở thành hai vụ, dừa nhiều hoặc những cây quần hoa nó cũng khác, cũng chôm chôm. Đấy, thì kỹ thuật như nhau, vẫn nuôi bình thường, vẫn kỹ thuật như nhau, nhưng thời vụ hoa khác nhau thì các biện pháp kỹ thuật xử lý cũng xử lý kỹ thuật hơi khác nhau, chứ còn biện pháp kỹ thuật thì giống nhau. Nuôi được anh như mình. Vâng. Vâng, anh Mạnh Duy, Duy Mạnh. Chú Tư vào đàn mà chú già không kiểm nhốt có bị chia đàn hay không? Chú Tư vào đàn chú già nó đã ra chứ thì sao lại còn được. Thế, thì chỉ cái đàn này nó xây mũ chúa ở đấy, nó có hiện tượng chia đàn, nó mới không lại còn giới thiệu mũ chúa hoặc giới thiệu chúa vào là con chú già này nó sẽ phá, chứ không phải nó chia đàn mà nó cắt. Cái trường hợp là mình ấy thì đó, chứ bây giờ giới thiệu chú Tư vào cái đàn có chúa sẵn là nó đả nhau, hoặc gắn mũ chúa vào thì con chú già cũng phá đi. Chỉ trừ khi đã có mũ chúa vào đấy, đàn ấy nó tự nó xây, khi cái này nó xây mũ chúa già rồi hoặc non rồi là nó mới chia đàn. Nhưng có trường hợp kìm mãi nó vào trong mũ, trong vụ mật mới xây cái nền chúa, mới đẻ trứng mà nó đã chia rồi, chứ chưa hình thành mũ chúa mà đã chia rồi. Vâng, anh Duy Mạnh nhé. Vâng, anh Lâm. Ông chúa Tư nở từ 30 tháng 9 dương, nay cháu mới thấy đẻ khoảng 20 trứng. Thế hôm nay là mùng 6 tháng 10. À, thế là 30 tháng 9. Ôi thì đẹp quá, không ảnh hưởng gì. Ôi rồi, mới 5-6 ngày trong tuần mà, có phải do ông chúa đẻ không? Vì trời mưa suốt, sợ ông chúa chưa ra phối. Không, mưa mới có mưa, mấy hôm nay không còn nó mưa đâu mà mưa. Nó chỉ cần được cho trời hưởng cái là đúng thời tiết rồi nó bay đi giao phối thôi. Nó mới mưa ba hôm nay có ảnh hưởng gì đâu. Thế là đúng là chúa Tơ, à, chúa đi giao phối rồi. Vâng, ở Đắk Lắk con có nuôi mấy đàn, thời tiết thì thuận lợi, sao mà khó nuôi quá? Tại sao lại thời tiết thuận lợi qua Đắk Lắk? Tôi ở Đắk Lắk, tôi dạy cả một năm rồi ở cây số 12 Đắk Lắk, gần công ty ong Đắk Lắk đấy. Đắk Lắk là một công ty phát triển ong cực mạnh là trong gọi là trong top mạnh của cả nước đấy. Cho anh Lực với cho anh ấy đấy. Cho nên là xuất khẩu nhiều nhất là mật ở đâu? Trong Đắk Lắk. Trong Đắk Lắk mới ông xong lại khó là thế nào? Nguồn hoa nhiều. Thời tiết trong Đắk Lắk cũng như các Tây Nguyên khác thôi. Thuận lợi lắm. Đắk Lắk. Trong Đắk Lắk. Thì tôi ở Đắk Lắk hàng năm. Tôi dạy ở chỗ cây số 12 trong trường quản lý ấy. Vâng, anh Tuấn Đỗ, ong của em thùng mới, cầu mới, quân đông, đàn phát triển tốt nhưng có nhiều ấu trùng, mắt to và nhọn đầu. Ôi rồi thế này, thế nó là bệnh sắc, bệnh gọi là bệnh thối ấu trùng nhọn đầu đấy, sắc rút đấy. Bệnh này là thối ấu trùng vi khuẩn có nha bào bacillus đắc vây,
Đấy. Mắt to, nhọn đầu, không vít nắp được, sau đó khô lại và lấy kim di trùng nhắc lên, cái ấu trùng nó có thành, nó không dính vào đáy, không dính vào thành tổ, mà nó có một giọt nước vàng vàng như dầu ma rút ấy. Đấy, đấy là một cái bệnh tương đối nguy hiểm hiện nay. Đấy. Mà khắc phục khó khăn nhất cái bệnh ý hiện nay. Thế thì cái bệnh ấy thường là như thế này, phải xử lý thế này. Một, rút toàn bộ số cầu bị bệnh ra xử lý. Nếu quá nặng thì tiêu hủy. Nếu còn quá nhẹ thì thế này, phải xử lý bằng phun thuốc penicillin liều hơi nặng so với cho ăn, để đưa vào vẫn cái đàn đến đàn mạnh cho nó dọn sạch đi. Đấy là một cách khác. Thế đối tượng của cái bệnh này là bao xuyến đến lắp vây này, là nó ở thối ở ấu trùng, cho nên mình nhốt chúa lại hoặc thay con chúa già đi, đưa chúa tơ vào, không một thời gian 5-10 ngày không có ấu trùng nữa mà ta xử lý đi. Thì xin thưa, cái bệnh này là bệnh rất nan giải hiện nay. Nếu đã bị bệnh này thì chúng ta phải một sớm, không phải một sớm một chiều đã chữa được. Và thế thì các thuốc thì thường là như thế này, là anh em nuôi ong nhiều cũng đã sử dụng rồi, nitrofurazolinone là hiệu quả cao nhất. Nó là cái thuốc của Nhật để người ta chữa kiết lị cho gà. Mọi năm chính tôi đã theo dõi ở cái bệnh viện ong mà do viện thú y cùng phối hợp với công ty ong trung ương. Đấy, đưa cái từng loại kháng sinh vào kháng sinh đồ để ta thử xem vòng vô khuẩn của nó là bao nhiêu, rộng bao nhiêu, do vi khuẩn loại gì. Thế thì hiện nay cái bệnh này là bệnh khó khăn nhất, khó chữa nhất, dai dẳng nhất mà thiệt hại nhất. Thì xin thưa, năm 1978 đến năm 1980, đất nước Việt Nam nói chung hoặc ngoài Bắc để nói riêng, từ Thái Bình, Nam Hà, Hải Dương đến công ty ong trung ương gần như xóa sổ, gần như xóa sổ. Chỉ còn sống sót lại ra 10 đàn, 5-10 đàn, còn toàn lại lên miền núi mua ong về để gây dược lại. Ông công ty ong Thái Bình cũng xóa sổ, Hải Hưng cũng xóa sổ, Nam Hà cũng xóa sổ, công ty ong trung ương cũng xóa sổ ở cái bệnh này. Nhưng không có cái gì là hủy diệt cả, bao giờ nó cũng phải sót lại, vì đấy đó là cái tồn tại sinh học, thì những đàn tồn tại lại phát triển. À, xin thưa anh Tuấn Đỗ. Thế thì cái bệnh này đến năm tận ngoài năm 80 trở đi, mất 8-9-10 năm ngành ong tê liệt liệt vị đấy, công nhân phải cho đi làm nghề khác. Nhiều xí nghiệp chứ không phải chỉ một xí nghiệp, tất cả từ Phú Thọ trở đi đều bị hết. Hòa Bình càng bị nặng đấy, ở Yên Thủy. Yên Thủy là một cái xí nghiệp ong của tôi ở Yên Thủy, ở Hòa Bình. Thế một xí nghiệp ở Lương Sơn, Hòa Bình. Ở Yên Thủy cái trại cam chỗ ấy đấy, chúng tôi có một xí nghiệp ở đấy. Vâng, xin chào anh Lương Huyền, Huyền Lương, Lê Thảo. Mùa này có cần phải cho ông ăn cannabisin không? Phòng bệnh ấu trùng. Mùa này đang mùa khô nhỉ? Thế nhưng mà cũng thế này, không cần phải cho ăn cannabisin. Đấy, chỉ cần cho ăn heat trap thôi là tốt lắm rồi. Heat trap nó không có mùi. Thế và nó cũng dễ kiếm mà nó nhẹ nhàng. Đấy. Thì là cho ăn định kỳ, mỗi lần cho ăn, ví dụ như cho ăn một tháng định kỳ, một tháng một lần, hoặc là hai hai
hai tháng cho ăn ba lần, đấy là cho ăn định kỳ, thì ta kết hợp ta cho ăn vào, chứ không nhất thiết phải cho ăn phòng bệnh. Còn trừ khi mà nó mưa dầm lâu, hoặc là cái nguồn hoa ở cái thời tiết nó ẩm ướt nhiều đó, thì ta mới cần cho phải cho ăn phòng. Cái mùa này ta cho ăn định kỳ thì hai tháng cho ăn ba lần, thế thì khoảng độ 20 ngày một lần cho ăn. Thế thì tùy từng thời vụ, tùy từng nguồn hoa, tùy từng mục đích yêu cầu, từng vụ này vụ nhân giống, ta mới những cái đàn mới nhân ra thì thường ta cho hay ăn cho kích thích. Thế thì như vậy tốt nhất là cho ăn vào ban đêm, đừng cho ăn vào ban ngày, thì ong nó không, nó còn đường đấy, nó còn hơi ấy thì ong rừng nó về nó phá, hoặc ong ăn cướp bật. Mật cao su và keo để lâu ngày không quay có bị đen mật không ạ? À, có chứ, nó chuyển màu, nó chuyển vị, nó chuyển màu, nó chuyển vị nhá. Thế nên nó chuyển màu, nó còn kết tinh ngay trong bánh tổ. Thế thì nhưng mà mình cứ để lâu không cho ăn thì nó khác ăn hết đi. Còn mật cao su thường là ta cứ thu hoạch, mật keo thế thường ta thu hoạch, còn thì một là neo lớn, thứ hai là nhiều quá không thu hoạch em bỏ lại đấy cho nó ăn. Thế thường ta thu hoạch mật cao su so với mật nhãn, mật vải, mật nọ mật kia nó kém hơn, nhưng nó lại có giá trị xuất khẩu vì nó có cái tính chất của nó là chống nhiễm xạ rất là tốt, xuất khẩu rất nhiều mật cao su. Cái mật cao su mật đay là tương tự với nhau thôi, không có gì khác cả, vì đó là tuyến mật ngoài hoa, nó tuyến mật tiết ở từ lá. Vâng, anh Tuấn Đỗ. Vâng. Vâng, thưa thầy, xin cảm ơn thầy Tuấn Đỗ, thầy nuôi ong. Thầy Tuấn cũng rất nổi tiếng ở trên kênh YouTube với rất nhiều kỹ thuật nuôi ong ạ. Xin cảm ơn thầy Tuấn đã đặt câu hỏi cho kỹ sư cũng là thầy Ngô Đắc Thắng ạ. Xin cảm ơn. Và con thưa thầy là hiện nay thì có 123 anh em đồng nghiệp đang theo dõi live stream. Vâng. Thế thì rất là cảm ơn anh em đồng nghiệp đã ở lại live stream cùng với thầy, và rất là mong mỗi anh em sẽ cho thầy một lượt like ạ. Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với những câu hỏi tiếp ạ, con thưa thầy. Vâng, anh Tuấn Bonsai. Ở Thanh Hóa con mới mua 18 đàn 4 cầu Quân Đông, mới xây ong đực lác đác, mà thời gian này mưa liên tục và ong rừng còn nhiều, vậy con có nên làm chúa để thay thế hay không? Vâng, như thế này, nó mưa nó chỉ không ai, nó mưa cả tháng rồi, nó chỉ mưa mấy ngày rồi. Trừ trường hợp mùa xuân có khi nó mưa đến 20 ngày liền, có năm nó mưa cả một cái vụ hoa. Còn như mùa thu đông này lấy đâu ra nước mà nó mưa cả tháng. Cho nên là bốn cầu này ta tranh thủ xây cầu đi. Thế mà bốn cầu này mùa vào mùa này ta làm chúa ngay đi, để ta kết hợp ta chia đôi, rồi sau ta vào mùa đông xuân này thì là ta củng cố số đàn, nâng số đàn lên để xuân hè ta tiếp tục khai thác mật. Chứ giờ bốn cầu đông quân là một chia đôi được rồi, hoặc hai chia lấy một được rồi. Thế ong rừng thì làm thế nào được, bây giờ chỉ có cách phá thôi. Thế bây giờ nó lại có hiện tượng là một số người ta nuôi ong, người ta nuôi cái ong bò bé
Thế người ta sản xuất, mình sản xuất không thể phá được của người ta. Bây giờ chỉ có cách là mình làm cái chổi tre, chổi ấy, ấy thì mình đánh nó đi thôi. Nhưng phải làm Chúa. Ông của anh nên làm Chúa lâu rồi. Đàn điều thố trùng tuổi nhỏ, rút cầu, nốt Chúa, phun canamicin 2 lần rồi. Giờ cầu trắng, không có ấu trùng, chỉ có mật. Sau phun thuốc mấy ngày thì thả Chúa. Ấy không phải. Phun thuốc thì vẫn cứ để Chúa, chứ sao để nốt Chúa. Bình thường mà. Nhá. Phun thuốc không cần phải nốt Chúa. Hoặc cho đàn ông ăn không cần thiết phải nhốt Chúa, mà không cần phải phun canamicin. Thố trùng tuổi nhỏ nó rất đơn giản, nó là cái bệnh thường gặp hàng ngày của những người nuôi ong, mà nó đơn giản, nó nhẹ nhàng lắm, không gì. Nó thố trùng nó có nhiều nguyên nhân, có thể do vi khuẩn, nhưng cũng có thể là mình kiểm tra lâu ngày. Kiểm tra lâu để ngoài lâu quá, hoặc mình rút ra đàn ông để ngoài lâu quá. Ong ấu trùng bị đói, bị rét, bị khô, nó chết. Thế nên là mình phun hít rét vào 1-2 lần. Thế thì giờ thả Chúa ngay ra cho nó đẻ đi như này nhá. Thế còn viện cầu như thế nào thì bỏ những cái cầu này cho sạch sẽ ra rồi thì đưa vào đàn đẻ khỏe cho nó đẻ. Thế còn lấy những cái cầu viện cho nó cái cầu ấu trùng ở đàn khác vào cho nó nuôi và nó đẻ. Vâng, thế thì vâng, chào anh Tuấn Vũ. Chú Tư mới đẻ và đã đông cứ già, đẻ kém như thế nào cho hiệu quả? Chú Tư và đàn chú già. Thế này này, một là anh chia đàn song song ra, anh chia đàn song song ra, anh vẫn cứ để con chú già cho nó. 3 cầu thì anh để một con chú Tư là 1 cầu thôi, ngoảnh hướng khác cửa tổ đi. Còn chú Tư, con chú già cứ để 2 cầu để cho nó đẻ ngày nào hay ngày ấy. Thế khi chú Tư giao phối thành công rồi, anh đập nó lại, bỏ chú già đi là hiệu quả nhất, mà tốt nhất, nhẹ nhàng nhất. Mà an toàn nhất được. Đúng rồi, cho xây cầu ở cuối tầng nó làm nhiều lỗ ông được, có cách nào khắc phục? Cắt ra đi. Nới rộng diện tích tổ nó ra để cho nó không có hiện tượng chia đàn nữa. Đừng cho ăn nữa, đàn ông nó thiếu thức ăn. Cho thưa giãn, cho thêm cầu vào nhá. Để cho thêm cầu cho nó rộng. Mục đích nó xây ông đực là nó đã có hiện tượng chia đàn tự nhiên. Ông không đắp lỗ ông được. Đây này, tầng chân mới như cuối tầng chân nó làm lỗ ông được ở đúng rồi. Thế thì bây giờ làm cho nó cắt cái lỗ ông được cái đi, giãn diện tích tinh trùng bằng cách cho tầng chân vào nhé. Cho tầng chân vào, thế nó xây ông được thì cắt nó đi. Thế mà nó có hiện tượng chia đàn tự nhiên thì là làm giãn cách cái tổ cho nó rộng diện tích ra để rút bớt cầu có thức ăn sang đàn khác, làm cho đàn ông nó yếu thế đi thì nó không hiện tượng chia đàn tự nhiên thì đời nào nó xem được rồi.
Vâng, anh Lê Thảo nhé. Vâng, anh Nguyễn Văn Lâm. Cách nhận biết mụ chúa sắp nở. Vâng, mụ chúa sắp nở thế này. Bao giờ cái mụ chúa nó cũng ở cái đầu nó cũng vàng, vàng sáng sau đến vàng đâu, vàng đâu. Trước đây vài kiếp nó sắp nở, bao giờ nó cũng có hằn một cái đường khoanh. Tức là con chúa nó đã gập một cái đường để nó hất, hất cái nắp mụ chúa ra rồi. Thì còn sau đã nom tới cái đường hình thành vằn vằn đấy, thì chỉ trong vòng 3 tiếng là nó nở. Nó còn chưa có cái hình đường hình vành ở cái đầu mụ chúa thì nó mới vàng sáng, và hơi sẫm tí thì cũng là biểu hiện của sắp nở. Năm ngày rưỡi, 3 ngày rưỡi là 8 ngày rưỡi. 8 ngày rưỡi thế là còn có 2 ngày nữa thì là từ vít lắp cho đến đấy thì chỉ có 2 ngày 2 ngày rưỡi là nó nở thôi. Cứ vàng sáng là nó nở thôi. 16 ngày, 16 ngày thế là 8 ngày rưỡi, còn 7 ngày nữa đấy, 7 ngày nữa thì xem là cái, từ 7 ngày là mụ chúa vít lắp cho đến khi nở. Cứ anh cứ tính được 10 ngày đến 10 ngày rưỡi là ông chúa nở. Từ ngày di chúc đến khi nở. Đấy. Còn 10 ngày rưỡi là 10 ngày, 8 ngày, 8, 9 ngày ta đã bắt đầu phải chia đàn rồi. Để ta ghép, ta kính một chúa ở đấy rồi. Nếu như mà có kinh nghiệm, anh nào nuôi ong có kinh nghiệm lâu năm thì để chúa ra nở ra cái thau nhôm ấy, để cho chúa nó bò xem con nào quẹt chân, con nào xoăn cánh, con nào xoăn râu ta đào thải, con nào to mà bẹo màu nhạt như con gài thì ta loại, còn con nào nhanh nhẹn màu táo tàu dài thon thì ta bắt ta giới thiệu vào. Nhưng mà trường hợp ấy thì anh em nuôi ít thì không làm được, chỉ có những người có kinh nghiệm cơ. Nhưng tôi nhắc đi nhắc lại một điều thế này, tuyệt đối không được thò tay vào con ong chúa. Vì mặc cái tay của ta như thế này rất nhiều mồ hôi, hoặc là nó làm cho cái chất chúa, cái pheromone nó mới nở ra còn rất 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 ít, chưa hình thành nhiều, là nếu cho vào dễ bị vây. Hoặc là nó hỏng ảnh hưởng đến chúa già thì hết pheromone, không còn khả năng quản lý đàn ông, không còn khả năng để duy trì đàn mạnh nữa. Không còn khả năng để kìm hãm buồng trứng của ông thợ nữa. Con ta khắc phục dần. Vâng, anh Trần Hồng Quang, em có một đàn 2 cầu, có mũ chúa đực, có mũ ong đực, liệu có đủ ong đực để làm chúa hay không? Thế này anh bây giờ anh mới có một đàn thì đúng là chưa kinh nghiệm thì không cần. Đàn ông anh không có ong đực, làng anh ở làng anh nuôi không có ong đực cũng được, nhưng không cần phải của anh nữa nhá. 1-2 cây số không có ong đực vẫn được, nó vẫn bay được đi giao phối, vì ong đực nó khác biết tìm đến, cái lượng pheromone của ông chúa nó tiết ra là khác tìm đến. Trong vòng 1-2 cây số là vẫn bình thường. Anh Đỗ Phi hoặc Phi Đỗ đây, em dùng đàn ong mạnh để xây cầu cho đàn ong khác, nhưng nó xây nhiều lỗ ong đực thì xử lý thế nào? Nó sao lại xây nhiều lỗ ong đực? Nó xây ở
ở giữa bách tổ hay là mép dưới, anh phải phải phân biệt. Nếu nó xây ở mép dưới là cái biểu hiện của cái đàn nó đã chia đàn tự nhiên rồi nhá. Cháu hỏi thầy, mùa này thầy Chúa được kêu, ôi dồi tốt quá rồi. Mùa này chia đàn này thầy Chúa này, thế làm gì phải thầy Chúa, ta cứ chia ra sau ta thay thế nhá, không ảnh hưởng gì cả. Mà tốt rồi, đang rồi, bây giờ hôm nay là mùng mấy tháng 10 rồi gần, 20 tháng 9 rồi đây này. mùng mấy tháng 10 rồi, thôi mùng 6, mùng 7, tháng 10 rồi, thế tốt lắm là không ấy rồi, sang trung tuần tháng 10 đã là cái mùa chia đàn chính rồi đấy. Thế đôi mươi tháng 11 người ta đã kết thúc chia đàn, nếu thời tiết tốt thì sang khoảng tuần đầu tháng 12. Nhưng tất cả mọi người nghe này, nên chú ý cái đợt mưa rơi vào tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5 âm lịch. Đừng để đàn Chúa, đừng có làm Chúa nở vào cái đợt này, hoặc Chúa đi giao phối vào cái dịp này, khắc phục, vì thế nào nó cũng mưa dầm, nó ảnh hưởng của rơi 1-2 ngày. Tháng 9, 20 tháng 9 thì cũng ảnh hưởng từ 18, 19, 21, 22, ví dụ như thế. Ngày tháng 10 âm lịch cũng thế, mùng 5 thì từ mùng 3 đến mùng 7 thì là thế nào có ảnh hưởng thời tiết. Đấy, nó là cái lệ rồi, không thể trốn khỏi. Anh thầy Tuấn Vũ này, là đàn ông bốc bay nhưng Chúa chưa đi giao phối, mình bắt lại được. Nếu thay đổi vị trí đặt tổ ong cách chỗ cũng 10 mét thì con Chúa này có đi nhầm tổ không? Cái này này, ông đã bốc bay, đây là nguyên tắc, ông đã bốc bay thì bay quên hẳn chỗ cũ, không bao giờ nó nhớ chỗ cũ, dù đặt qua một mét nó không về. Nhưng chia đàn thì để xa đến 500 mét nó vẫn về. Còn sinh học của ông mật thì nó đã bốc bay, nó quên hẳn chỗ cũ, kể cả Chúa lẫn thợ, không bao giờ nó nhớ đến chỗ cũ nữa. Để đây 3 mét không về chỗ cũ nữa. Nhông chia đàn để xa đến 500 mét về chỗ cũ thì chưa đi giao phối mà ong bốc bay thì bắt về để đâu cũng được, không cứ phải 10 mét. Thì ông Chúa không thể vào nhập tổ được. Đây là sinh học của ông mật rồi. Vâng, rất cảm ơn. Trần Lương, Thị Lương, cái gì Tê Lương mà à. Vượt hè khó hơn hay vượt đông khó hơn? Một cầu có vượt đông được không? Vượt gì cũng khó, nhưng vượt hè là nó khó hơn. Vượt hè nó nắng 40 độ, 38, 39, 40 độ lại mưa dây bão giật, đồng trắng nước trong, hoa chả có. Thế lại mưa dây bão giật, nóng, thế thì cực khó. Thế nên là còn vườn đông thì có gì khó đâu, vườn đông không khó tí nào, chỉ cần chống rét. Mà chống rét thì cũng phải như thế này, chúng ta không quan trọng hóa lắm nhưng phải có. Đừng để đàn ông hướng cửa tổ hướng bắc, đậy tờ báo một vài lượt lên trên. Thế ông ở trên Hà Giang người ta vẫn khai thác mật cây vù hoa bạc hà, ngoài trời có tuyết cơ mà, nhưng vẫn phải có chống rét. Thế một cầu xin thưa đấy, chả ai nuôi ong một cầu bây giờ cả. Một cầu trường hợp người ta chỉ để là cái đàn giao phối thôi, chỉ gắn với mũ Chúa để cho Chúa nó đi giao phối thôi, nó thay cái đàn gọi là đàn để mà ta
làm Chúa rồi. Thế nhá, còn tốt nhất thì không nên đến hai cầu, không nên nuôi cái đừng nói chuyện đến một cầu nữa thì ta khắc phục. Ông của con toàn hai cầu quân đông và quân trung bình, nhưng đàn chủ công của con nó xây nhiều quá, vậy con cho cầu mới vào đàn hai cầu có ảnh hưởng gì không? Tốt quá, chả ảnh hưởng gì cả. Đàn hai cầu cho nó vào đó, Chúa mới đàn cầu mới Chúa nó khác, nó cảm thích đẻ hay sao đấy, phải xây đàn chủ công bao giờ thường cầu thì thôi đấy, phải bây giờ phải rút kinh nghiệm làm thế nào mà đàn nó xây cầu như thế, sang năm cũng như thế cho nó đỡ tốn đường, nó đỡ tốn tầng chân, nó đỡ công nhá. Anh Lâm nhá. Vâng. Đấy. Giờ chia đàn một cầu được không? Thế này này, chia đàn một cầu là thế này này, được. Nhưng chỉ đàn đó chỉ gắn cái mũ Chúa vào cho Chúa nó giao phối thôi. Cho Chúa giao phối phải lại, nó giao phối xong thành công là phải viện cầu vào cho nó đẻ nhá. Đấy. Thì để những cái cầu kia có tranh thủ rằng cho để con Chúa già cho nó đẻ tiếp tục, nó khỏi lãng phí. Nên đàn chia một cầu được chứ không phải không được, gắn mũ Chúa vào hoặc Chúa Tư trong thời kỳ nó giao phối, nhưng giao phối xong cái phải viện cái anh cho nó, không là nó hết giọng hết ấu trùng vào cái đàn nó bốc bay. Thế vào cái mùa này xin thưa bà con chịu lưu ý là thế này, mùa này thì khắc phục nhất là hanh khô. Chúa đàn mới chia ra rồi gặp nắng hanh, nắng tháng 8, nắng tháng 9, giáng cái bưởi, nắng hanh kinh khủng. Thế và lại sương muối nữa. Ngày thì nắng nóng hanh, đêm thì lại sương muối. Mai ong mới chia ra là bốc bay rất nhiều, ta phải lưu ý chống hanh nhá. Không chia ra thì nhiều nha, bốc bay mất phần rồi, thế thì mất công lắm. Thế thì làm thế nào cho chắc ăn à, phải chống hanh, cho cầu, cho máng nước vào đàn ong, hoặc là tưới trên nóc thùng hoặc tưới dưới đáy thùng. Đấy. Mai có điều kiện thì ta phun không khí này cho đàn ong nó ẩm độ tí cho đàn ong nó đỡ hanh. Chứ mùa hanh tôi mọi năm tôi hay đi trên Hòa Bình cũng thế, hoặc trên Thái Nguyên cũng thế, rất hanh khô. Thế nên là mùa miền núi nó hanh khô lắm, thế nên ta khắc phục cái ẩm độ. Thế nên cho đàn ong uống nước, uống máng ngoài trại cũng cho nó uống nước, hoặc là cho máng trong thùng ong, hoặc cho ăn nước đường, cho ăn loãng, một đường 1,5 nước. Vâng, cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy Tuấn Đỗ. Cái gì thế này, thầy cho con hỏi. Ở sau ót đầu, sau gáy rồi, của con ông thợ, có các con ký sinh ơi, tôi đọc rồi, biết rồi. Đấy là giận cháy, con giận cháy, con ấy không ảnh hưởng gì lớn, không lây, không ấy gì cả. Nó mẫu đầy gáy này, nó bò vào nách này, con giận nó bằng bạc, nó bốc, có phải không nè? Thế, cái đó là chuyện bình thường, nhưng thường nó hay vào cái mùa cuối mùa hanh sang đầu mùa xuân này cơ. Thì con ong cái giận ong thì nó bò buồn cho con ong, bò vào đách buồn được thè vòi cho nó hút mật ở cái vòi con ong, làm con ong nó buồn được cái dễ định đặt thế này thì không sao cả nhé. Thì ta một là ta cho ăn, hai là ta phun cái kháng sinh vào đấy. Thì con cái ong thì nó chỉ làm nó bực mình thôi chứ không lây lan. Vâng, thế nhá.
thấy ông thợ nó đẻ làm cái nào có đồng chua là kéo mặt cái đàn nhốt chua lâu và không mất chua lâu mà thợ nó đẻ cái đàn này nó kém lắm này anh em ạ nhá. Không tốt nhất là thế này là bỏ ra đi, nếu mới nuôi thì ra mua đàn khác. Đấy, không phải nói thế này, nhưng nếu còn nuôi lâu rồi thì tôi đừng tính nhá, đừng tính những cái đàn ông thợ đẻ trứng nữa. Đấy, thì cho vào, bỏ ra ngoài cho thời tiết nó nắng nóng rồi nó khô hay nó chết đói thẳng cẳng cái gì cho vào đàn khỏe nó dọn đi. Nếu bây giờ mới nuôi được một đàn ông hai đàn ông thì là người ta cũng làm như thế, nhưng mà đi xin đi mượn đi vay đi mua anh nào một cầu có ấu trùng cho nó vào nhá. Thế để cho con, thế cho con chúa này thì thế làm sao để ông thợ ông chúa đâu mà để ông thợ đẻ trứng. Thế thì là phải xử lý cái cầu đó, thay chúa vào, cho chúa vào. Ông thầy cho con hỏi, ông anh con, ông anh bằng thuốc gala có được không? Thế nào, thế này là thế nào cả? Con thưa thầy, ăn phòng này là cho ăn phòng thuốc canamicin có được không? Thì tôi gì cái thuốc đơn giản ta làm này, cứ tìm những cái phức tạp đó. Thế canamicin thì melicillin, streptomycin đâu chả có, mà là còn gala, galic khẩn thì canamicin, erythromycin nó phức tạp đó. Thế thì cái thuốc gala nó là cái thuốc nó không phải là ấy lắm, thì tôi không thành thạo về thuốc. Cho nên là cho ăn phòng thì là chỉ có streptomycin rồi erythromycin hoặc là penicillin đơn giản. Cái một lò streptomycin là 1 gram là 1 triệu đơn vị cho 20-24 cầu ăn. Ta chủ công xây tầng được 15 cầu mới, nhưng giờ nó xây 3 ngày mới xong. 50% cho tiếp tục xây nữa không thầy, và cách xử lý cho nhanh, cho xây nhanh. Thôi rồi, nó xây 30, nó xây những 15 cầu rồi, thế này là sướng quá rồi. Anh chỉ cần 10 đàn nó đã xây được 150 cầu rồi. Biết chưa? Thế thì giờ nó đã xây chậm rồi. Thế thì viện cho nó cầu ấy vào, viện cho nó cầu ong non vào, chúng lại tiếp tục xây. Viện nó cầu non, học viện cho nó cầu dọc để cho độ 10-15 ngày, 12-18 ngày ông thợ nó nở ra nó lại xây nhá. Thế còn tiếp tục cho xây không thầy? Nếu mà còn có nhu cầu xây thì cứ cho xây, như viện cầu vào, viện ong non vào. Cách xử lý cho nhanh là thế này này, lại lấy ong non ở những đàn khác, cầm ông xịt khói, dơ cầu ông xịt mấy cái, ông già bay đi hết. Còn như ông non không bay được thì là mày chính là mới có 6-12 ngày tuổi, thảo mày vào đây vài ngày mày lại là xây tập được, rất là tốt. Đấy, nhanh nhất là viện ông non, chứ còn viện cầu nhộng vẫn là chậm. Ta xin đâu nữa, ta lấy độ 3-4 đàn ta được một cầu ong non cho vào thì lại xây bạt mạng. Xin thưa các anh cứ xây dựng đàn chủ công trên tầng cho tôi là tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất, mà bánh tổ đẹp nhất. Cho nên là các anh cố gắng duy trì được cái xây dựng đàn chủ công trên tầng là thành công.
trong hội tiên giống. Anh Nguyễn Minh, à, cho con biết tại sao ông lau cỏ mới mà vẫn bị đen, là do bệnh gì vậy? Sao lại đen thế nào anh? Đen đáy lỗ tổ hay là đen cái gì? Lau cỏ mới mà vẫn bị đen. Tôi chưa hiểu cái chỗ này. Có thể là bị ấu trùng nó chết ở dưới đáy tổ, thế là nó đen ở dưới đáy tổ. Sao nó làm cái bánh tổ nó loang lổ đi, nó đen. Vâng, Trần Đức Hải. À, khi di rời ông đến nơi mới, cự ly trên dưới 1 km được không thầy? Được rồi, tùy theo vụ, tùy theo thời vụ nhá. Tùy theo thời vụ, chứ độ một cây trên dưới 1 cây số là được rồi. Nhưng mà nếu nó quanh về cũng không phải nhiều. Độ trên cây số là đẹp lắm rồi. Thí dụ như ta đi nuôi ong, để đàn ong ở đây, mai mất mấy đàn, mà đàn ong nó không về thì không đi tìm nữa, vì nó cách đấy độ khoảng 1-2 cây số rồi. Nhưng đàn ong nó vẫn thấy nó về rồi, thì chỗ này chỉ trên dưới 1 cây số đến tìm được. Vâng, cảm ơn anh Trần Đức Hải. Vâng, anh Lương Văn Huyền hay là Huyền Văn Lương đây. Làm chúa có cần gì không? Phải có cần sữa ông chúa không? Thì tôi đã giải thích nhiều lần rồi, nhưng hôm nay anh hỏi tôi cứ trả lời. Thế này, cái thức ăn trong vũ chúa đầu tiên, cái chất cho vào trong đáy vũ chúa đầu tiên chỉ là cái chất dính, thì ấu trùng tuổi một vào đấy cho nó khỏi rơi ra, chứ không phải là thức ăn cho cái ấu trùng chúa ấy. Không cần thiết sữa chúa cũng được, mà ta chỉ cần lấy cái kim di trùng, ta ngoáy vào lấy đáy mỗ tổ, ta dí vào đấy cái con một tí cho nó dính vào là cũng được, chứ không cần thiết lắm. Anh cũng cầu kỳ là phải nhỏ thức ăn vào cầu mũ chúa rồi xong mới lại để đấy nhỏ một lượt, xong bây giờ mới lại di trùng. Không cần thiết phải như thế. Thế bây giờ đây cũng như tôi ngồi gần máy tính này, cái bàn phím này, đây là cái giá để cầu. Thế ta để nghiêng cái này thì ta lấy cái kim di trùng chọc vào lỗ mũ chúa, chọc vào cái lỗ mật, chọc vào mũ chúa cái, thế nó dính, thế là được rồi. Trong một cái sẽ để 2-3 lỗ, thì chỉ cần có một tí cho nó dính vô trùng ở đấy thôi. Không cần phải pha sữa chúa, mật ong như gì ghê gớm. Đấy không phải là thức ăn cho cái ấu trùng ấy. Nó chỉ là chất dính của nó thôi. Các anh đồng ý chưa? Nào, anh Nguyễn Quý. Cháu Quý ở Sơn Tây Bắc, à, Sơn Tây. À, trong cuốn kỹ thuật nuôi ong mật cho bác biên soạn được dùng ngày tháng dương lịch hay âm lịch? À, đây là tất cả đều dương lịch hết nhá. Không có cái gì là âm lịch cả. Âm lịch chúng ta chỉ có nói chuyện là ngày giỗ, ngày Tết thôi. Chứ còn thì trong nói chuyện với nhau về mặt khoa học hoặc là ấy là chỉ bằng ngày dương lịch. Vâng, con thưa thầy, mà xin thưa toàn thể anh em đồng nghiệp nuôi ong, bây giờ cũng đã là
21 giờ hơn rồi, gần 21 giờ 30 rồi. Thì rất là cảm ơn rất nhiều anh em đồng nghiệp vẫn còn ở lại trên live và đặt rất là nhiều câu hỏi ở phần bình luận nữa. Thì sẽ trả lời một hai câu hỏi nữa, thì chúng ta sẽ xin kết thúc live ở đây và sẽ gặp lại các bác vào tối thứ tư. Và kênh YouTube An Thịnh cũng xin thông báo các bác là hai thầy trò cũng sẽ liên tục lên live stream, nên là các bác mà chưa được trả lời câu hỏi thì cũng cứ yên tâm. Đấy, thì sẽ live stream rất là nhiều từ giờ đến mà mình cứ tính từ giờ đến Tết thì các bác hãy ở lại kênh và xem. Bây giờ thì còn thời gian thì thưa thầy là mình có trả lời tiếp một hai câu hỏi nữa không ạ? Thôi để một hai câu nữa cũng được, còn lần sau ta làm đến 9 giờ thôi. Wow. Vâng, thế thì con đọc qua một số câu hỏi khác, ở đây còn rất nhiều những câu hỏi, thì thực sự là cũng rất là biết ơn các quý vị khán giả, mà hầu hết là chắc chắn là đồng nghiệp nuôi ong rồi thì mới ở lại kênh. Thế thì một lần nữa xin cảm ơn các bác đã đặt câu hỏi. Các bác rất nhiệt tình ở lại trong cái live này, thưa thầy. Các bác có ở phần, các bác có gửi lời cảm ơn nào thì có thể bình luận một cách đơn giản là gõ số 1 thôi ạ, cũng không cần phải viết bình luận. Các bác còn đang xem gõ số 1 là với rất nhiều số 1 thì em sẽ bấm số 1 để thầy biết là thứ nhất là anh em đang rất quan tâm, và thứ hai là rất là cảm ơn ạ. Vâng. Thế thì khi thưa bà con thế này, anh em bà con, cô bác, cô dì, chú bác, anh em nuôi ong, các cụ mỗi năm có câu là sinh nghề tử nghiệp. Tôi sinh về nghề và tử về nghiệp. Thế cũng không ham hố gì đâu, nhưng mà nó ham, nó về, nó tử về nghiệp rồi, nó ăn sâu vào máu rồi, cho nên là cũng rất là và cũng thấy bà con có nhiều cái khiếm khuyết quá, thế mình biết và không nói ra thì cũng nó cũng băn khoăn. Xem mạng thấy bà con làm thấy nhiều cái mà mình cần phải tham gia, mà mình có điều kiện không tham gia thì cũng băn khoăn, cho nên là bảo là nhiệt tình cũng đúng, nó bảo là tử về nghiệp cũng đúng, cho nên là chúc bà con mạnh khỏe, thế cố gắng nuôi ong trong lúc thời điểm, trong cái giai đoạn này nó khó khăn về kinh tế, thì làm nhiều các thứ chăn nuôi gà. Trong giai đoạn này hiện tại không biết chỗ các anh thế nào, cái lợn ở chui tôi giờ có 58.000 một cân đấy. Thế gà bây giờ có 45.000 một cân, gà tôn đung tôn hoàng lên. Thế mà gà già gà ngon mới được 60.000. Thế nhưng mà chanh mật ong ta vẫn được yến gạo, phải không? Thế thì mỗi một đàn ong của chúng ta bằng một sào ruộng hoặc hai sào ruộng tùy nơi. Thì chúc bà con nuôi ong nó là cái nghề giải trí và cũng là làm ăn dễ, làm ăn kinh tế, mà nó không xâm phạm đến ai, không ảnh hưởng gì, chúng ta không tay lấm chân bùn gì. Thì chúc bà con thành công trong nuôi ong. Tôi khuyên là chẳng nuôi cái gì hơn nuôi ong cả. Cách đây 20 mấy năm tôi đang làm, tôi tổng kết một số hợp tác xã nuôi ong, bà con vẫn công nhận rằng một sau cái năm tôi chủ nhiệm câu lạc bộ Hà Nội đến hơn 20 năm, thế lại tôi về cho là chỗ Sóc Sơn này, thế tôi mới tổng kết cái hội nghị của cả huyện Sóc Sơn này, là mỗi một đàn ong bằng một sào ruộng, với sào sào rưỡi ruộng, hạch toán kinh tế từng tí một đấy. Cho nên là mà bà con rất là hưởng ứng, mà lúc nào cũng hưởng ứng. Thế nên là tôi cũng khuyên bà con, tất nhiên là chả có gì dễ, nuôi mẻ còn phải cho ăn, còn nuôi ong. Thế thì nhưng mà nuôi ong thì nó vui vẻ hơn, nó vẫn còn lê caravat, vẫn nuôi ong, chân vẫn đi giày, chứ nó không chân lấm tay bùn. Và nó cũng có cái nó sạch sẽ, cái sản phẩm của nó lại quý giá, được nhiều người ưa chuộng. Thế xin mong bà con cố gắng. Thế tuy là tôi tuổi tuy cao, nhưng cũng cảm ơn suốt đời cảm ơn con ong.
Đấy, suốt đời cảm ơn con ông, vì con ông tôi mới khỏe thế này, cho nên là bây giờ tôi phải nhả cái nhiệt tình đó giả cho ngành ông để giúp bà con. Vâng, thế gì chúc bà con mạnh khỏe. Vâng, con xin cảm ơn thầy. Vừa rồi thầy có thể thấy là với rất nhiều số 1, các bác rất là nhiệt tình. Ở đây chúng ta hiểu với nhau là số 1 là lời cảm ơn ạ, thưa thầy. Vâng, và rất nhiều số 1 là thay cho lời cảm ơn. Rất là cảm ơn các bác. Và con thưa thầy, chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau, gặp lại đồng nghiệp nuôi ong, gặp lại các bác trên kênh YouTube An Thịnh vào tối thứ tư. Hôm nay đã là thứ hai rồi. Và tối thứ tư thì xin mời thầy này tiếp tục lên live đồng hành cùng với con ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bác nhé. Và bây giờ thì đã là 9 rưỡi rồi. Con xin phép thầy là tắt lại đây ạ. Xin chúc các bác một buổi tối đầu tuần thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ. Vâng, xin chào bà con.